Riết rồi phòng trọ như cái lỗ mũi, chiều ngang đúng bao gạch, vừa bằng sải chân của bạn nữ. Dạo gần đây tôi thấy nhiều người tìm phòng một người quá, mà phòng một người phải ngon, bổ, rẻ mới chịu. Nghe nói khai trương 30 phòng, phòng chỉ dành cho một người ở, đúng cái mọi người tìm luôn. Nên tranh thủ qua review liền, đến xem thực tế á, hết hồn luôn các bạn à. Đúng chắc phòng một người, không hơn không kém. Nè nhìn đi, bề ngang vừa đúng 3 ô gạch, gạch này gạch 60, chắc bề ngang tầm 1m8 á. Rồi nữa nè, đi có mấy bước á là tới cái nhà vệ sinh luôn. Đó, phòng một người, ngon, bổ, rẻ, nó không vậy đó. Chấp nhận thôi chứ biết sao giờ. Nhưng bù lại á, thì phòng được lót gạch men, sạch đẹp, có máy lạnh, có máy nước nóng lạnh là im rồi đó nha. Ưng nhất là không gian trên gác này các bạn. Tuy diện tích nhỏ nhưng đổi lại là gác cao lắm, chắc 2m có à. Trên này làm một phòng ngủ riêng là đúng bài, nấu nướng sinh hoạt thì ở dưới, còn học tập ngủ nghỉ thì ở trên gác. Thôi ở một người mà phòng được ngăn ra riêng tư như vậy là quá ok luôn rồi. Rồi ai quan tâm thì dự án trên đường Nguyễn Văn Quá, quận Tân Phú đang cho thuê từ 3,6 cũ đến 4,3 cũ một phòng, ai thấy phù hợp thì tham khảo ngay nha. Còn ai muốn tôi review chung cư hay phòng trọ đâu nữa thì cho tôi biết nè.